Quyển Võ Văn Kiệt, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng, suốt đời vì nước vì dân, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, ấn hành năm 2012. Được xem là một trong những công trình tổng kết cuộc đời làm cách mạng sôi nổi, ấn tượng và thành công của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sách có một bài viết về khoảng thời gian đồng chí Võ Văn Kiệt hoạt động ở vùng Vĩnh Thuận, Trạch Giá, Kiên Giang sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vĩnh Long. Lần theo chi tiết câu chuyện, chúng tôi tìm gặp tác giả bài viết và biết thêm nhiều điều thật ý nghĩa. Vào cuối năm 1940, phong trào khởi nghĩa nổ ra khắp Nam Bộ. Một số nơi, đặc biệt ở tỉnh Vĩnh Long, phong trào lan nhanh và mạnh mẽ. Đêm 23 tháng 11 năm 1940, tiếng súng nổ ra ở huyện Vũng Liêm và một số địa phương trong tỉnh Vĩnh Long. Khi đó, đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những lãnh đạo của huyện Vũng Liêm trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa đánh đồn Bắc Nước Xoáy, đoạn bờ sông Mang Thít. Nhiệm vụ là kiểm soát đường chi viện của địch từ Vĩnh Long xuống Vũng Liêm và Trà Vinh. Tuy giành được chính quyền, nhưng do không đủ lực để kiểm soát toàn cục, nên sau cuộc khởi nghĩa, lực lượng cách mạng bị đàn áp. Nhiều cán bộ bị địch bắt, một số đồng chí phải tạm lánh đi nơi khác hoạt động chờ chỉ đạo mới. Theo sự điều động của tổ chức, đồng chí Võ Văn Kiệt rời Vĩnh Long về hoạt động tại vùng U Minh, Trạch Giá. Và ông đã có một khoảng thời gian công tác để lại nhiều dấu ấn tại làng Vĩnh Thuận, nơi có thể thuận tiện di chuyển xuống Bạc Liêu, Cà Mau hoặc vào U Minh. Ấp Văn Hóa kênh 14, xã Vĩnh Thuận hôm nay. Từng hàng cây, con đường, dòng sông dẫn vẻ đẹp bình yên của làng Vĩnh Thuận những năm 1940-1945. Thời chiến tranh, nơi đây chỉ vài chục căn nhà, người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Khi về hoạt động ở đây, đồng chí Võ Văn Kiệt khi đó là một thanh niên tuổi vừa 18 đôi mươi, sống gần gũi, chan hòa, cùng ở, cùng làm với bà con nên ai cũng mến. Đi đến đâu, đồng chí mang tiếng cười và sự vui vẻ đến đó. Chính tôi nghe trực tiếp từ cô ấy được và bản thân chú Võ Văn Kiệt cũng nói. Bởi vì xưa chú sau năm kỳ khởi nghĩa chú về đây, chú tiếp tục cái công việc cách mạng của mình ở dưới Vĩnh Thuận á, kinh 1, 2, 3, 4 á, thì hàng ngày hòa nhập với nhân dân, ông đi làm ruộng, người đi dạy học, đi là các thứ, mà ông đi tới đâu thì vui lắm, giỡn hết rồi nha. Cho nên trong bài viết mình nói một câu thì nó hơi khái quá lên, là nó ông mang cái niềm vui mọi người, nhưng mà sau này mang cả cái dân tộc. Đấy. Năm 1941, tỉnh ủy lâm thời Rạch Giá được thành lập. Đồng chí Võ Văn Kiệt được phân công chỉ đạo ba xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Bình và Vĩnh Phong. Các xã này được xây dựng thành một vành đai quanh khu căn cứ Vĩnh Thuận.
Cũng tại làng Vĩnh Thuận ngày ấy, thấy bà con ít người biết chữ, đồng chí đã vận động mở một điểm dạy học để vừa dạy mọi người biết chữ, vừa thuận lợi cho việc tuyên truyền đường lối cách mạng. Điểm dạy học ấy nay trở thành ngôi trường tiểu học và vinh dự được mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cô Lê Thị Bích Nhu hiện là hiệu trưởng nhà trường. Cô luôn thấy hạnh phúc vì thời tiểu học bản thân được học tại chính ngôi trường này. Và giờ đây, cô vinh dự được công tác ở ngôi trường mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đó là một cái niềm vinh dự rất lớn đối với tôi. Khi mà ngày xưa mình bước vào cái tiểu học, bước chân vào cái lớp 1 là cái cấp tiểu học thì được học ở nơi trường này. Thì ngôi trường là nơi mà cố thủ tướng là hoạt động cách mạng, làm cái cơ sở hoạt động cách mạng ở đây. Và cũng là cái nơi mà cố thủ tướng là mở những cái lớp bình dân học vụ dạy cho cái là nhân dân ở đây. Với cái sự yêu cầu của những người mà lão thành cách mạng á, biết nhiều về cố thủ tướng, rồi những người là có hoạt động chung cố thủ tướng là đề nghị cái này là cái trường này đặt tên đây là do lòng dân đó. Nhân dân ở đây người ta đề nghị là nên đổi cái tên trường. Ngày xưa thì trường này là trường Vĩnh Thuận 3, đổi cái tên trường thành trường tiểu học Võ Văn Kiệt. Ngày 27 tháng 8 năm 1945, được tin tỉnh lỵ Rạch Giá khởi nghĩa, đồng chí Võ Văn Kiệt đã triệu tập đảng viên và quần chúng nòng cốt để phổ biến kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền. Chính nhờ sức mạnh của tinh thần yêu nước, người dân Vĩnh Thuận đã bất chấp hiểm nguy đi theo cách mạng, tất cả cho kháng chiến. Biết bao gia đình ở Vĩnh Thuận đã mang lúa gạo, xuồng, ghe, máy móc, thuốc men và sẵn sàng hy sinh để góp phần thành công cho cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhân dân Vĩnh Thuận đã góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên thắng lợi mùa thu năm ấy. Sau năm 1945, đồng chí Võ Văn Kiệt chuyển công tác đi nhiều nơi, đảm trách nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Ông Lê Minh Khi ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, từng là cận vệ của đồng chí Võ Văn Kiệt trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Giờ đây tuổi đã cao, chuyện xưa có nhớ có quên, nhưng những ký ức về người thủ trưởng đáng kính đã in sâu vào tiềm thức không thể phai mờ. Ông tình cảm ông rất tốt, sai trái gì chú Kiệt vẫn giúp đỡ, vẫn phê phán sửa đổi. Chú Kiệt không có để ý đâu. Nói rất nhẹ nhàng nhưng mình thấy đau. Trong những kỷ vật mà ông Khi gìn giữ, quý giá nhất là những tấm ảnh về Thủ tướng Võ Văn Kiệt được đồng đội chụp và gửi tặng trong những lần họp mặt. Những tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn tỏa sáng nụ cười của Thủ tướng tươi vui và ấm áp, như tấm lòng ông dành cho anh em, đồng đội. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, mục tiêu cao cả mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt hướng đến là giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, người dân được ấm no, hạnh phúc.
Ông luôn căn dặn, nhắc nhở chính quyền địa phương phải luôn đặt lợi ích của người dân là mục tiêu hàng đầu cho mọi hành động. Huyện Vĩnh Thuận luôn khắc ghi lời căn dặn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong việc triển khai các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Vĩnh Thuận khuyến khích cán bộ lãnh đạo phát huy tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, xây dựng những mô hình mới, cách làm hay để nâng cao đời sống người dân. Nhờ vận dụng tư tưởng đổi mới, sáng tạo đã mang đến những thành tựu. Huyện Vĩnh Thuận vừa được công nhận là huyện nông thôn mới, là huyện đầu tiên của tỉnh Kiên Giang đạt danh hiệu này. Là một cái người con của quê hương Vĩnh Thuận, nơi mà đồng chí Võ Văn Kiệt đã có một thời gian lưu trú, hoạt động cách mạng khá lâu, thì rất là tự hào, rất là xúc động với cái sự nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo trong tư duy để góp phần giải phóng quê hương đất nước. Và càng tự hào hơn, bác Sáu Dân, Võ Văn Kiệt có một cuộc đời vô cùng oanh liệt, có một cái tư tưởng vô cùng đổi mới sáng tạo và có một cái tấm lòng đối với quê hương đất nước, đặc biệt là một cái cuộc sống rất phóng khoáng, Nam Bộ, giàu chất nhân dân. Thì học tập từ tư tưởng đó, bản thân chúng tôi sẽ quyết tâm vận dụng những cái tư tưởng đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong công việc cũng như trong cuộc sống, gần dân, sát dân, nghe dân, hiểu dân, để cố gắng làm sao góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Thuận anh hùng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nhằm thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Thuận đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người